rối loạn lipid máu. Thì cái bài này có 2 tiết thôi. Trước khi mà học cái bài này đó thì tôi lưu ý một số vấn đề sau ha. Đầu tiên là cái bài này mình học thì mình nghe giảng, sau đó mình làm một cái tóm tắt thì mình học nó dễ dàng hơn là mình đọc rất là nhiều thứ ở trong sách. Thứ hai là cái slide này nè, có nhiều bạn hỏi là nó hơi khác so với trong sách. Thực ra là nó không có khác, chỉ là tôi viết lại một cái cách trình bày khác thôi. Nên là mình nhìn vào slide thì mình sẽ tương đối là nó dễ học hơn là trong sách nhiều. Và thứ ba nữa đó là cái slide này nè, không cần chụp hình, mình không cần phải chụp hình cả, mình sẽ có cái slide để học. Nên là cái việc mà ghi chép, mình chỉ ghi chép những cái mà mình cảm thấy là cần thiết để mình học bài cho nó dễ thôi. Còn phần còn lại trên slide mình sẽ được gửi. Rồi về mục tiêu của cái bài này thì nó cũng giống như các bài dược lý khác, là mình phải phân loại được các nhóm thuốc, cơ chế tác động của nó và tác động của nó như thế nào đối với cái loại bệnh đó, cũng như là các tác động không mong muốn của cái thuốc đó khi mà mình sử dụng để điều trị cái bệnh mà mình mong muốn. Đây, để điều trị được rối loạn lipid máu đó thì mình phải tìm hiểu cái đại cương của nó, coi nó có những loại nào, rồi cơ chế của nó trong cơ thể như thế nào thì mình mới có thể điều trị được dưới cái cơ chế tác động của nó để mình dễ học. Rồi nói về lipid thì nó chiếm một cái thành phần tương đối là quan trọng ở trong cơ thể mình, khoảng 20% cơ thể. Và cái tỷ lệ này nó sẽ thay đổi tùy theo tuổi và theo giới, cũng như theo chủng tộc, chứ nó không có một cái con số cố định. Ví dụ như càng lớn tuổi thì cái lượng mỡ tích trữ ở trong cơ thể mình nó càng nhiều. Cứ lớn tuổi hơn thì lượng mỡ tích trữ nhiều hơn. Nếu như mình không có tập thể dục đều đặn thì cái lượng mỡ nó càng ngày nó càng nhiều lên theo cái cơ chế tự nhiên của con người. Bởi vậy nên mình thấy là ở bình thường á, mình thấy là các cô gái lúc nào cũng mi nhon rất là đẹp, nhưng mà khi mà sinh con rồi thành các cô gì ở trong nhà rồi lớn tuổi một chút xíu, mình sẽ nhìn thấy hơi tròn trịa chút xíu. Mà nó là tròn trịa những chỗ mình không muốn nó tròn trịa, ví dụ như là bắp tay nó to lên, rồi bụng nó nhiều mỡ hơn. Và một cái điều đáng buồn nữa cho nữ giới đó là cứ cùng một độ tuổi thì ở nữ giới lượng mỡ nó sẽ tích trữ nhiều hơn nam. Cứ càng lớn tuổi, nhất là phụ nữ sau khi sinh con, thì lượng mỡ đó nó tích trữ càng nhiều. Mình để ý mình sẽ thấy. Rồi tùy theo chủng tộc thì có chủng tộc nó tích trữ nhiều hơn, có chủng tộc tích trữ ít hơn. Nhưng mình thường nhìn thấy đó, có những chủng tộc da màu hoặc là những chủng tộc da trắng tích trữ mỡ mình nhìn thấy nhiều hơn là người da vàng của mình. Rồi về nhu cầu thì do mỡ nó chiếm một lượng cũng tương đối lớn trong cơ thể, nên nó cung cấp khoảng 30% nhu cầu năng lượng cho cơ thể của mình một ngày. Và nếu như mình ở một cái xứ lạnh á, thì cái nhu cầu về cái cung cấp năng lượng nó là càng nhiều hơn nữa. Và mình phải có cái lượng dự trữ để duy trì thân nhiệt cho cơ thể. Nhiệt độ cơ thể mình lúc nào nó cũng sẽ duy trì khoảng 37 độ. Và cái lipid mà chiếm cái đóng cái vai trò làm dự trữ năng lượng thân nhiệt cho mình đó là triglycerid. Đây, mình nhìn thấy triglycerid ở bên tay phải đó, dự trữ năng lượng và duy trì thân nhiệt cho cơ thể. Rồi về cái lượng mỡ mà mình cần phải cung cấp cho cơ thể thì nếu như mà bình thường nói là có rất là nhiều cái quan niệm như quảng cáo, mình thấy quảng cáo ở trên TV đó, loại dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu hạt cải rất là tốt cho tim mạch, nên sử dụng các loại dầu này. Nên là ở
mình đó cũng sẽ có một số quan niệm là ồ nếu như mà vậy đó thì tôi sẽ chỉ sử dụng các loại dầu đó thôi, từ các loại dầu mua trong siêu thị đó thì nó tốt cho tim mạch, còn giờ tôi tuyệt đối là tôi không ăn mỡ, tôi không ăn mỡ động vật là các loại mỡ. Như vậy thì cũng chưa có đúng lắm, bởi vì là nhu cầu của cơ thể mình thì nó cần cả dầu thực vật và mỡ động vật theo cái tỷ lệ là 1:3, như là mình 2/3 dầu thực vật và 1/3 là mỡ động vật như mình nhìn thấy trên màn hình đó. Miễn sao là lượng mỡ động vật, tức là lượng cholesterol mà mình hấp thu vào cơ thể mỗi ngày dưới 300 mg, đó là lượng tiêu chuẩn. Rồi về cái loại lipid ở trong cơ thể thì mình có 3 loại. Một là cholesterol, hai là phospholipid và ba là triglycerid. Hồi nãy mình đã giới thiệu triglycerid là dự trữ năng lượng và duy trì thân nhiệt rồi. Thì cái cholesterol và phospholipid nó đóng thường là vai trò chức năng ở trong tế bào, dẫn truyền thần kinh và đóng vai trò trong các quá trình sản xuất hormone, vitamin D hay axit mật ở trong cơ thể. Rồi về lipid từ cái nguồn thức ăn như mình nói có hai dạng, đó là dạng dầu và dạng mỡ. Thì cái này mình học ở cái các môn cơ bản rồi, không cần phải nhắc lại nhiều nữa. Về cái dạng của nó về và về nguồn gốc của nó thì không có gì phải nhắc lại nữa cả. Nhưng mà ở đây mình lưu ý các bạn một số điều là dầu dừa và dầu cọ. Mình nghe dầu dừa và dầu cọ mình thấy nguồn gốc nó từ thực vật, nhưng nó lại được xếp vào dạng mỡ vì trong thành phần của nó là bao gồm các axit béo bão hòa, nên là thường mình không có thấy người ta quảng cáo cho mình ăn dầu dừa hay dầu cọ, mà chỉ có dầu hạt cải, dầu hướng dương, dầu đậu nành, mặc dù là nó cũng từ nguồn thực vật đó. Và xứ mình ở miền Nam của mình là xứ dừa nè, nên không có khuyến cáo mà ăn dầu dừa vì nó là có được xếp vào dạng mỡ. Và một cái dầu khác đó là dầu cá, nguồn gốc từ động vật nhưng mà nó lại được xếp vào dạng dầu vì chứa các axit béo chưa bão hòa tốt cho tim mạch. Rồi mình lưu ý cái vấn đề này để mình đánh trắc nghiệm cho đúng. Rồi về lipid thì đó là một dạng không tan trong nước, mình biết rồi. Vậy để lipid có thể luân chuyển được ở trong máu thì nó cần phải ở một cái dạng phức hợp đặc biệt, đó là lipoprotein, sự kết hợp giữa lipid và protein. Và ở cái dạng phức hợp đặc biệt này đó thì nó sẽ luân chuyển được trong máu, cho nên là cái vỏ của lớp này nó có hai thành phần, một là vỏ, hai là trung tâm. Thì cái lớp vỏ ngoài đó nó phải tan trong nước thì nó mới luân chuyển được trong huyết tương của mình, luân chuyển được ở trong máu của mình. Và đó là cái lớp vỏ ưa nước như mình nhìn thấy trên slide. Còn cái trung tâm của nó, cái lõi của nó phía trong đó, thì sẽ là cái thành phần triglycerid kỵ nước. Rồi, mình nhớ như vậy để mình nếu mình cứ lỡ quên khi vào bài thi thì mình có thể suy luận ra được là nếu như cái lớp vỏ nó luân chuyển được trong nước thì nó phải ưa nước, nó phải phân cực. Rồi về phân loại các lipoprotein này nè, thì nó có nhiều loại lipoprotein ở trong cơ thể, 5 loại tất cả. 1 chilomicron, 2 VLDL, 3 IDL, LDL và HDL. Về tên của mỗi loại thì là chilomicron, lipoprotein có tỷ trọng rất thấp, tỷ trọng trung bình, tỷ trọng thấp và tỷ trọng cao, như mình nhìn thấy trong giáo trình của mình đó. Rồi, với 5 loại lipoprotein này đó thì người ta chia nó là hai lớp khác nhau. Một lớp là lipoprotein xấu nằm ở bên trái của mình trong cái phần màu hồng, và lipoprotein tốt là nằm ở bên tay phải. Rồi, vậy câu hỏi được đặt ra là nếu như nó được xếp vào dạng lipoprotein xấu thì tại sao cơ thể mình không có thải nó hết ra ngoài đi, còn để nó trong cơ thể? Để nếu như nó bị rối loạn thì nó gây ra cái bệnh rối loạn lipid máu của mình phải điều trị.
Có bạn nào biết tại sao? Rồi chắc đi ngủ hết trơn rồi. Tao mình hỏi thử rồi. Hoàng Dũng Dương. Do em nghĩ là mấy cái lipid xấu nó nằm mấy dưới dạng tích trữ giữa vận chuyển từ gan đi lên các mô, nên em nghĩ là nó không có loại đã thải trừ hết rồi. Sao bạn trả lời lại giùm coi, tại vì có một cái khúc đầu cô không có nghe được. Xin lỗi, có cái khúc đầu cô mới nghe được nên là bạn có thể trả lời lại nghe giùm cô không? Là em nghĩ là các lipid xấu này nè, nó rồi chủ yếu dùng để dạng vận chuyển và để cho các mô sử dụng, nên không có thải trừ. Rồi, bạn trả lời đúng rồi, bạn chưa trả lời đúng. Chưa có diễn đạt chính xác lắm thôi, nhưng mà ý của bạn thì đúng. Vì sao? Vì các lipoprotein này, ví dụ như các chylomicron, VLDL, IDL hoặc là LDL thì tất cả đều đóng cái vai trò chức năng ở trong cơ thể. Cái nào cũng đóng vai trò chức năng trong cơ thể cả. Thế nên là cơ thể mình không có thải trừ nó ra ngoài. Chỉ khi nào mà cái lượng ở trong cơ thể mình nó tăng quá cao thì nó mới gây ảnh hưởng xấu. Còn nếu như ở cái dạng kiểm soát được thì nó đóng những cái vai trò chức năng rất quan trọng ở trong cơ thể. Còn HDL thì nó được phân vào cái lớp lipoprotein xấu, xin lỗi, protein tốt. Vì nó HDL nó còn có một cái tên gọi khác nữa, đó là lipoprotein rỗng. Thường cái chức năng của HDL là đi ở trong mạch máu và thu gom các cholesterol tàn dư. Các cholesterol tàn dư ở trong mạch máu và đưa trở về gan. Thu gom cholesterol đưa trở về gan nên nó được xếp vào dạng là lipoprotein tốt. Hay còn gọi là HDL lipoprotein rỗng. Rồi mình nhìn thấy ở trên cái bảng nè. Mình nhìn thấy từ trái sang phải là mình thấy cái kích thước của nó giảm dần. Đầu tiên thấy chylomicron rất là lớn, sau nó giảm dần xuống HDL là nhỏ nhất, kích thước giảm dần nhưng mà tỷ trọng thì tăng dần. Có nghĩa là cái chylomicron nó bự gì đó nhưng mà nó nhẹ nhất, trong khi cái HDL nhỏ nhất nhưng mà nó nặng nhất. Rồi để giải thích vì sao là cái chylomicron nó bự như vậy nhưng mà nó nhẹ, còn HDL thì nó nhỏ nhưng nó nặng. Nhìn đi, cái thành phần của lipoprotein ở cái bên ở chylomicron á, mình nhìn thấy có một cái lượng triglycerid rất là lớn, nó chiếm đến 83% cái thành phần của chylomicron, trong khi ở bên HDL đó thì triglycerid nó chiếm một lượng nhỏ thôi, chủ yếu là cholesterol ester. Thì với cái lipoprotein nào mà nó có thành phần triglycerid lớn nhiều thì nó sẽ càng nhẹ,
dù nó có nhiều triglyceride thì nó càng nhẹ. Rồi ở đây mình sẽ thấy là lượng triglyceride nó cũng sẽ giảm dần, nên là cái lipoprotein này nó cũng nặng dần lên. Rồi vậy thì với cái sự phân loại của hai cái lipoprotein này thì mình sẽ xem coi cái vai trò và cái vị trí nó ở chỗ nào trong cái quá trình vận chuyển lipid ở trong cơ thể. Rồi đây là cái quá trình sinh lý của lipid ở trong cơ thể. Mình sẽ có hai con đường bên tay trái đây là con đường ngoại sinh, và con đường ở bên tay phải là con đường nội sinh. Rồi con đường ngoại sinh thì nó sẽ bắt đầu từ ruột, khi thức ăn mình ăn vào nó được tiêu hóa, nó đi xuống ruột thì nó sẽ nhờ một cái loại protein vận chuyển, đó là NPC1L1. Mình thấy đây NPC1L1, khi cái NPC1L1 này nó giúp vận chuyển cái lipid ra khỏi thành tế bào ruột thì nó hình thành nên cái vận chuyển cái lipoprotein đầu tiên, đó là chylomicron. Vậy thì chylomicron này là lipoprotein được sản xuất từ ruột ở con đường ngoại sinh. Chylomicron là dạng vận chuyển lipid từ thức ăn, đúng không? Nhớ nha, mình đánh trắc nghiệm cho đúng, là dạng vận chuyển lipid từ thức ăn sản xuất từ ruột nhờ cái protein vận chuyển NPC1L1. Chylomicron sau khi mà nó được sản xuất ra, mình sẽ nhìn thấy là nó có nhiều cái apolipoprotein. Cho là mình không có nói sâu về cái vấn đề này nên là không có học, nhưng mà đây giới thiệu cho các bạn nhìn thấy nó có nhiều apolipoprotein, ví dụ như apoe, apoc2, apob48. Rồi sau khi được sản sinh ra thì nó đi vào mạch máu, nó gặp lipoprotein lipase sẽ thủy phân lên các axit béo tự do cung cấp năng lượng cho các mô và các cơ hoạt động. Sau khi cung cấp cái thành phần axit béo tự do này rồi thì cái thành phần còn lại gọi là chylomicron tàn dư thì nó sẽ có nè, mất đi cái apoc2 nè, nó còn apoe và apob48 đâu. Cái chylomicron tàn dư này nó sẽ được thu hồi trở về gan thông qua một cái thụ thể ở trên gan. Rồi ở gan, trong cái quá trình sinh lý của gan thì gan sẽ sản sinh ra một cái loại lipoprotein, đó là VLDL. VLDL cũng thực hiện chức năng tương tự như chylomicron. Nó khác chylomicron một chỗ, nó có thêm cái apoB100. Rồi VLDL tiếp tục đi vào mạch máu gặp lipoprotein lipase, cũng giải phóng ra axit béo tự do cung cấp năng lượng cho các mô và các cơ hoạt động. Nghĩa là cái nào nó cũng đóng vai trò ở trong cơ thể, cung cấp năng lượng cho mô và cơ hoạt động. Sau đó nó sẽ được chuyển thành LDL. Rồi ở đây có một cái lipoprotein nãy giờ thấy chu trình mình chưa có nói đến, đó là cái IDL. IDL cũng là một dạng lipoprotein, nhưng nó trong cái chu trình chuyển hóa đó, thì cái thời gian xuất hiện của nó rất ngắn. Ví dụ như từ VLDL sau khi đã giải phóng axit béo tự do, nó sẽ hình thành cái IDL ở giai đoạn trung gian. Từ cái IDL sau đó mới thành LDL. Thì do cái thời gian tồn tại của IDL rất ngắn mà không ổn định nên người ta không có xem đó như là một cái thông số để xác định cái lượng lipoprotein máu, mà người ta cho qua, người ta chỉ xác định là VLDL và LDL thôi. Rồi với LDL, lipoprotein có tỷ trọng thấp thì nó sẽ đi đến các nơi cần cung cấp cái thành phần lipid, nó tiếp tục cung cấp, hoặc là nó được trở về gan thông qua cái thụ thể LDL nằm trên gan. Đây, cái thụ thể LDL nằm trên gan, nó sẽ thu nhận LDL cholesterol ở trong máu trở về gan. Rồi đó là cái thành phần sơ qua về cái chu trình vận chuyển lipid. Rồi vậy cholesterol ở trong cơ thể mình nó sẽ có từ những nguồn nào? Nó sẽ có hai nguồn chính, một là nội sinh, hai là ngoại sinh. Nội sinh là ở trong gan đó, nó được tổng hợp ở trong gan khoảng 90% nhu cầu của cơ thể, khoảng 2 gram một ngày.
còn 10% còn lại thì mình phải cung cấp từ bên ngoài vào. Đó là lý do tại sao mà mình phải ăn 1/3 lượng mỡ động vật cho cái nhu cầu của cơ thể. Vậy thì với bất cứ một cái rối loạn lipid máu nào thì người ta phải xét xem nó tăng do đâu. Nếu tăng do quá trình ăn uống, tức là quá trình ngoại sinh, thì mình chỉ cần điều chỉnh cái quá trình ăn uống nó lại. Còn nếu như tăng do cái rối loạn chức năng ở trong gan, tổng hợp cholesterol ở trong gan, thì phải sử dụng thuốc để điều tiết cho cái quá trình đó. Rồi vậy thì ở cái gan mình nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình điều hòa cái nguồn cholesterol ở trong cơ thể. Vậy thì nó điều hòa như thế nào? Mình sẽ nhìn thấy đây là cái tế bào gan. Đây, cái viền này là cái tế bào gan. Ở trong gan nó có một cái quá trình tổng hợp cholesterol. Mình sẽ nhìn thấy ở đây. Tổng hợp cholesterol từ HMG coenzyme thông qua HMG coenzyme reductase dưới cái tác dụng của cái enzyme này thì sẽ tổng hợp được cholesterol. Rồi, vậy nếu như quá trình tổng hợp cholesterol ở trong gan vì một lý do nào đó mà nó giảm xuống như dưới 2 gram một ngày, lượng cholesterol ở trong gan giảm xuống, vậy thì gan nó sẽ tự điều tiết bằng cách là tăng cái lượng thụ thể LDL lên. Đây là cái thụ thể LDL, tăng cái lượng LDL lên. Khi mà cái lượng thụ thể LDL này nó tăng lên đó, thì nó sẽ thu nhận cái cholesterol LDL cholesterol ở trong máu đi về để nó bổ sung cho nguồn cholesterol ở trong gan, nó bổ sung cho cái 2 gram bị thiếu hụt đó. Rồi, còn nếu như mà cái cholesterol ở trong gan vì một lý do nào đó lại tăng lên quá 2 gram trên một ngày, sản xuất quá nhiều, thì gan tự động phân hủy các LDL thụ thể này đi, cái thụ thể LDL này đi, để không có nhận cái LDL cholesterol ở trong gan nữa, ở trong huyết tương nữa, không có thu nhận trở về nữa. Vì nếu như mà nó không thu nhận cái cholesterol LDL trong huyết tương nữa, thì cái lượng cholesterol ở trong huyết tương nó sẽ tăng lên, nó làm cho rối loạn. Nên là rối loạn lượng cholesterol ở trong gan nó dẫn đến rối loạn lipoprotein máu. Rồi, vậy đó là cái chức năng đảm bảo cái nguồn cholesterol ở trong cơ thể, ở trong gan của mình được điều hòa. Và cái quá trình này nó liên quan đến cái cơ chế tác động của cái thuốc ở phía sau, nên mình bắt buộc phải hiểu thì mới nhận được cái hiểu được cái phần thuốc ở phía sau. Rồi vậy có bạn nào không có hiểu cái chu trình này không? Rồi mình qua cái phần tiếp theo. Rồi, về rối loạn lipoprotein máu đó thì người ta sẽ phân ra làm nhiều loại khác nhau. Ở đây mình có cái bảng trị số để mình tham khảo. Mà nếu như mà rối loạn thì nó sẽ chia ra là rối loạn tăng các lipoprotein hoặc là giảm các lipoprotein. Tăng thì có tăng là cholesterol toàn phần, tăng LDL hoặc là tăng triglyceride. Còn nếu như giảm thì sẽ giảm lượng HDL trong cơ thể. Nếu như cái vai trò HDL trong cơ thể là thu gom cholesterol mà nó giảm thấp quá hoặc nó tăng nhiều quá thì cũng ảnh hưởng đến cái sinh lý của cơ thể, nên đó được xem như là cũng là một dạng rối loạn lipoprotein máu. Còn nguyên nhân thì có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau, nó phụ thuộc nhiều vào chế độ dinh dưỡng hoặc là do các nguyên nhân thứ phát, các bệnh lý nó gây ra cái dây chuyền là rối loạn lipoprotein máu, hoặc là các nguyên nhân tiên phát. Ở đây mình tham khảo các nguyên nhân có thể gây ra rối loạn lipid máu. Về bản đánh giá nguy cơ 10 năm thì thường nó dành cho những cái khám sức khỏe định kỳ. Rồi, để đánh giá được cái nguy cơ 10 năm thì người ta cần dựa trên cái thang điểm. Ở đây thì mình sử dụng cái thang điểm của châu Âu.
Ở châu Âu thì người ta phân ra làm hai cái thang điểm khác nhau. Một là thang điểm đánh giá nguy cơ 10 năm dành cho vùng có nguy cơ thấp. Vùng có nguy cơ thấp hoặc là vùng có nguy cơ cao. Thì ở châu Á của mình, đặc biệt là ở Việt Nam, thì được xếp vào vùng có nguy cơ thấp. Nên ở đây mình show cái vùng có nguy cơ thấp cho lớp mình xem. Rồi ở vùng có nguy cơ thấp người ta sẽ chia ra làm, phân ra làm nhiều loại. Ví dụ như phân ra hai cột, một cột dành cho nữ giới và một cột dành cho nam giới. Ở trong mỗi cột thì sẽ phân ra làm hai cột nhỏ nữa, có hút thuốc hoặc là không hút thuốc. Vậy để đạt được cái đánh giá nguy cơ 10 năm này thì mình phải đọc cần những cái số liệu nào? Đầu tiên, giới tính, nữ hoặc là nam, hút thuốc hoặc là không hút thuốc. Mình cần biết cái huyết áp của người đó là bao nhiêu. Mình cần biết là lượng cholesterol toàn phần của người đó, mình sẽ xem cái cột này, là bao nhiêu. Và độ tuổi của người đó tại thời điểm đó, tại thời điểm đánh giá. Rồi mình ví dụ ha. Nếu như mà đó là một người nữ có thuốc, huyết áp là 160, độ tuổi là 40 và lượng cholesterol toàn phần là 6. Rồi mình xem, đây là nữ có thuốc, huyết áp là 160, độ tuổi là 40. Mình xem cái cột này. Rồi lượng cholesterol toàn phần là 6. Thì cái điểm của người đó nó sẽ nằm ngay tại vị trí này. Ở ngay tại vị trí màu xanh, tức là nguy cơ trong 10 năm tới có cái biến chứng về tim mạch là rất thấp. Rồi. Vậy thì nếu cứ tăng dần lên ở những vùng có vị trí màu vàng, màu đỏ hoặc màu đỏ sậm thì cái nguy cơ là càng cao. Rồi. Vậy thì mình sẽ đọc được cái đánh giá nguy cơ 10 năm này. Bác sĩ cũng sẽ dựa vào cái bảng này để đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân. Thì phân loại nó có nhiều cái phân loại khác nhau, thậm chí trong giáo trình của mình cũng có phân loại theo thế hệ gia đình. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ dựa vào cái xét nghiệm, xem cái xét nghiệm đó nó tăng cái gì, tăng cholesterol hay tăng triglyceride hay tăng cả hai, và kết hợp với lịch sử của bệnh nhân nữa. Thì mình sẽ đưa ra cái phương pháp, cái phác đồ điều trị chính xác. Rồi về các thuốc điều trị rối loạn lipid máu thì mình sẽ có hai cái nhóm thuốc. Một là nhóm giảm hấp thu và tăng thải trừ lipid. Hai là nhóm giảm tổng hợp lipid nội sinh ở trong cơ thể. Và đầu tiên là mình tìm hiểu cái nhóm giảm tổng hợp lipid này đi. Nó sẽ có ba thuốc. Một là acid nicotinic, hai là fibrat, ba là nhóm statin. Rồi. Giảm tổng hợp lipid nhóm statin hay còn gọi là nhóm ức chế HMG coenzyme A reductase. Cơ chế của tác động của nó là mình quay lại cái cơ chế điều hòa cholesterol ở trong gan. Đây là cái tế bào gan nãy mình đã nói. Chu trình vận chuyển chu trình tổng hợp cholesterol ở trong gan. Rồi, cái nhóm statin này tác động của nó là ức chế HMG coenzyme A reductase. Đây chính là cái enzyme HMG coenzyme A reductase. Enzyme có chức năng trong quá trình sản xuất cholesterol. Nên khi cái enzyme này nó bị ức chế thì cái quá trình sản xuất cholesterol ở trong gan nó bị giảm xuống. Và như cái chu trình điều chuyển hồi nãy mình đã nói, cái lượng cholesterol ở trong gan bị giảm xuống do cái quá trình ức chế của statin. Thì gan sẽ tự điều hòa bằng cách là nó sản xuất thêm LDL thụ thể. Thụ thể LDL. Với cái thụ thể LDL được sản xuất thêm ở trên bề mặt tế bào gan này, nó sẽ thu nhận LDL cholesterol ở trong huyết tương. Khi nó thu nhận thêm LDL cholesterol ở trong huyết tương đó, thì lượng cholesterol ở trong huyết tương nó sẽ giảm xuống. Đó là mục tiêu điều trị của statin. Vậy với cái cơ chế tác động này của statin ở nằm trong tế bào gan, ức chế cái quá trình sản xuất cholesterol làm cho lượng cholesterol huyết tương giảm xuống, thì cái mục tiêu điều trị chủ yếu của statin đó là giảm lượng LDL cholesterol ở trong huyết tương.
Hồi với nhóm statin thì nó có tương đối là nhiều loại thuốc. Mình sẽ nhìn từ trên xuống dưới, từ rosuvastatin tới bravastatin. Thì hai cái loại đầu, rosuvastatin và atorvastatin, nó sẽ là hai cái statin mạnh nhất. Với hai cái statin này thì nó sẽ có thời gian bán thải dài nhất, khoảng 20 giờ. So với các statin khác thì thời gian bán thải của nó ngắn hơn. Ngắn hơn. Rồi, nó được xếp vào mạnh nhất thì mình nhìn thấy ở cái liều của nó sử dụng và lượng cholesterol của nó giảm đó. Thì cái lượng cholesterol của nó giảm được tương đối là lớn và nhiều. Và với thời gian bán thải dài nhất đó, thì nó có ưu thế nữa là bệnh nhân không cần phải phiền phức sử dụng thuốc nhiều lần, và hơn nữa là có thể sử dụng thuốc nó tương đối dễ hơn là các statin nó có thời gian bán thải ngắn. Rồi vì sao mà dễ hơn chút xíu thì mình nói nha. Rồi trong các thuốc này đó thì có một cái nhóm thuốc mà người ta không còn sử dụng nữa, đó là serivastatin. Với serivastatin thì nó làm tiêu cơ vân và cái làm bệnh nhân bị suy thận tương đối là nặng, nên là hiện tại người ta đã bỏ khỏi cái phác đồ điều trị và không còn sử dụng nữa serivastatin. Rồi với các loại statin này đó thì cái dược động của nó, mình cũng phải nắm cái phần dược động của nó là có bị ảnh hưởng bởi thức ăn không khi mà hấp thu đó, thì có hai loại không bị ảnh hưởng bởi thức ăn, đó là rosuvastatin và simvastatin, như đây mình nhìn thấy. Còn một số những loại khác thì có loại sẽ tăng như lovastatin và các loại còn lại thì bị giảm khi mà sử dụng cùng với thức ăn. Và các statin này đó thì đa số được chuyển hóa bởi CYP450, và các thuốc được chuyển hóa bởi CYP450 là các thuốc thân dầu. Thân dầu thì rosuvastatin và pravastatin không bị chuyển hóa bởi CYP450, thì hai cái này có thân nước. À, nhớ mình đánh trắc nghiệm cho đúng không? Rồi ở đây cái loại yếu nhất là fluvastatin, đó là loại yếu nhất trong các loại statin. Rồi vậy tiền dược là gì vậy? Ở đây mình có ghi một cái cột kế bên mình ghi chữ tiền dược nè. Tiền dược là gì vậy? Rồi mình sẽ hỏi nha. Nguyễn Quốc Bảo. Alo, bạn Nguyễn Quốc Bảo. Rồi mình hỏi một bạn khác, Nguyễn Bảo Châu. Không có biết được. Rồi vậy mình hỏi một bạn khác. Trịnh Thị Hoàng Dung. Tiền dược là gì vậy? Dạ em nghĩ theo cái em nghĩ thôi được không cô? Được, được chứ. Nói đi. Dạ, em nghĩ là nó là một chất mà chưa phải là thuốc, nhưng mà khi mà mình dùng nó vào trong cơ thể thì nó tới một cơ quan nào đó nó sẽ chuyển hóa mới có tác động. Dạ, em nghĩ như vậy. À, mình nói chưa có chính xác không? Tiền dược là thuốc, đã nói là dược mà.
là thuốc, nhưng nó chưa có tác động mà nó cần phải được chuyển hóa trong cơ thể sống. Mình nhớ nha, nó phải được chuyển hóa ở trong cơ thể sống thì nó mới có tác dụng. Bây giờ mình ví dụ như một loại kháng sinh, nếu như là tiền dược mình để trên đĩa thạch thử nghiệm với các loại vi khuẩn đó, thì nó không có khả năng diệt khuẩn. Cái loại kháng sinh đó để trên đĩa thạch vi khuẩn đó, nó sẽ không có khả năng diệt khuẩn. Nhưng nếu khi đi vào cơ thể sống, được chuyển hóa ở trong cơ thể thành một cái dạng hoạt động, dạng hợp chất hoạt động đó, thì nó sẽ có khả năng diệt khuẩn hoặc kiềm khuẩn. Nên đó được gọi là tiền dược ha. Chứ không phải là thuốc, nó là thuốc nhưng nó chưa có tác động, nó cần phải được chuyển hóa trong cơ thể sống thì mới có tác động. Rồi vậy cái dạng tiền dược này mình có sử dụng trong cấp cứu không em? Hoàng Dung. Dạ em nghĩ là không cô, tại vì trong cấp cứu thì phải là tức thời để cho giảm cơn nguy kịch đó. Đúng rồi, cấp cứu là mình cần tác động nhanh nên mình không thể nào mà dùng tiền dược được, tại nó cần thời gian chuyển hóa thì đâu có tác động nhanh được, nên các loại tiền dược không phải là thuốc nằm trong cấp cứu ha. Rồi vậy ở đây đó mình sẽ có hai loại tiền dược lovastatin và simvastatin. Rồi các nhóm statin này nè, nó có cái dược động học như vậy, ví dụ như có loại dài loại ngắn, thì ở đây người ta sẽ khuyến cáo là cái statin có thời gian bán tải ngắn dưới 4 giờ, dưới 4 tiếng đồng hồ đó thì nên được uống vào buổi tối. Thì sao vậy? Nguyễn Minh Hiếu. Trần Thị Yến Hương. Lê Hoàng Khải. Dạ có cô ơi. Tại sao vậy? Câu hỏi của cô lại. Dạ có hỏi lại được không cô? Được. Tại sao các statin có thời gian bán tải nhỏ hơn 4 tiếng thì thường được khuyên uống vào buổi tối? Dạ thưa cô, là tại vì vào lúc buổi tối cho đến 2 giờ sáng thì lúc đó cholesterol được tổng hợp ở gan nhiều hơn, cho nên statin nó sẽ phát dụng tác dụng. Có sẵn trên slide kìa, hỏi thôi cô có đọc không? Có sẵn trên slide kìa. Rồi, cảm ơn em. Đây, cholesterol thường được tổng hợp ở gan vào khoảng nửa đêm đến 2 giờ sáng. Mà statin nó có tác động vào quá trình tổng hợp cholesterol ở gan, nên mình phải để thuốc tác động vào cái lúc mà nó tổng hợp nhiều nhất, tức là nửa đêm đến 2 giờ sáng. Vậy thì nên uống các nhóm statin này vào buổi tối để nó còn tác động lúc mà nửa đêm đến 2 giờ sáng, giảm được lượng cholesterol ở trong gan. Rồi, vậy bây giờ cô hỏi là với cái statin nhỏ hơn 4 giờ đó, được rồi, em có thể tắt mic được. Rồi, với các statin nhỏ hơn 4 giờ thì uống vào buổi tối là rõ ràng rồi. Vậy với cái statin có thời gian bán tải dài 20 giờ như là rosuvastatin và atorvastatin đó, thì nếu như mà họ muốn một buổi tối, muốn một buổi sáng, như 8 giờ sáng, 10 giờ sáng, 12 giờ sáng, hoặc là chiều chiều tự nhiên nhớ ra mới uống thì có được hay không? Đặng Đỗ Duy Khang hả?
Nguyễn Thị Kiều Tiên. Trần Lê Bảo Lâm. Đỗ Phương Linh. Trần Thị Thu Ngân. Lý Vương Quốc. Dụng Huỳnh Chiến Thắng. Dạ cô em. Vậy câu hỏi của cô là Rosuvastatin và Atorvastatin. Nếu như uống vào buổi sáng thì hồi nãy mình đã nói là cái statin được khuyên vào buổi tối, thì với cái rosuvastatin và atorvastatin thời gian bán thải nó là dài khoảng 20 giờ thì uống vào buổi sáng có được không? Theo em thì có được không? Em nghĩ là không, Được không? dạ không, nên uống vào buổi tối hả? Nó uống một buổi tối không? Tại sao vậy? Dạ, tại thời gian bán thải nó dài, uống vào buổi tối bốc. Uống vào buổi tối thì hơn gì so với mỗi buổi sáng ấy, còn hỏi em vậy nào? Nè, Thôi mình hỗ trợ bạn mình ha. Huỳnh Thị Mộng Tiệp. lên. Dạ thưa cô, theo em nghĩ là được. Tại sao được? Thưa cô, là tại vì thời gian bán thải nó kéo dài cho nên tới lúc nửa đêm tới 2 giờ sáng thì nó vẫn còn tác dụng, cho nên mình uống vậy cũng được. Rồi. Cảm ơn em. Rồi sau một cái quá trình mà thử nghiệm dược động học của statin đó, thì người ta kết luận là rosuvastatin và atorvastatin thì uống vào thời điểm khác ở trong ngày vẫn cho tác động tương đương, có nghĩa là vẫn uống được vào buổi sáng, không nhất thiết là uống vào buổi tối như các loại khác có thời gian bán thải ngắn. Nên là hồi nãy mình đã nói là cái sử dụng của các nhóm này nó cũng tương đối dễ dàng hơn cho bệnh nhân, nghĩa là nếu như bệnh nhân mà có quên uống vào thời điểm nhất định đó thì vẫn có thể uống vào thời điểm khác, bởi vì thời gian bán thải của nó dài nên nó cho phép mình uống vào thời điểm khác mà không nhất thiết vào buổi tối như các statin khác. Rồi về chỉ định như hồi nãy mình đã nói đó, với cái cơ chế tác động này của statin đó thì nó sẽ chỉ định đặc biệt cho tăng lượng LDL cholesterol vì nó giảm được LDL huyết tương mà. Ngoài ra thì statin nó còn có một cái chỉ định khác nữa là dự phòng biến cố tim mạch cho các bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao. Về chống chỉ định thì nó sẽ đặc biệt là chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú, và các thuốc sử dụng chung với các thuốc ức chế CYP450, bởi vì nó được chuyển hóa bởi CYP450 mà, nên các thuốc như là kháng sinh gemcitabine hoặc là kháng nấm thì nó sẽ chống chỉ định. Về gemcitabine
thì đó là thuốc nằm trong cái nhóm tiếp theo mà mình sẽ học. Cái nhóm tiếp theo mình sẽ học. Về tác động không mong muốn của statin đó, thì cái tác động không mong muốn lớn nhất của statin là gây đau cơ và tiêu cơ vân. Với cái tác động đau cơ tiêu cơ vân này, nó xảy ra hầu hết ở tất cả các statin trong nhóm với thời gian sử dụng dài. Và ngoài ra thì nó đã gây bất thường xương ở động vật thí nghiệm, nên là người ta khuyến cáo không sử dụng statin cho trẻ em dưới 18 tuổi. Về cái tương tác thuốc của nhóm này thì nếu mà sử dụng chung với digoxin hoặc là các thuốc tiểu đường thì nó làm tăng nồng độ của các thuốc này nên trong quá trình sử dụng. Và dùng chung với nhóm fibrat, tức là nhóm tiếp theo, cái nhóm mà có gen fibrosin đó, thì nó sẽ làm tăng nguy cơ đau cơ tiêu cơ vân lên. Vì khi dùng chung với cái nhóm này thì nó làm tăng nồng độ của statin ở trong máu. Rồi về fibrat, cái nhóm thứ hai, nãy nhóm statin là ức chế HMG coenzyme reductase, thì cái nhóm fibrat nó ngược lại, nó hoạt hóa PPAR alpha. Khi nó hoạt hóa cái PPAR alpha đó thì nó có nhiều những cái tác động khác nhau, và thậm chí là có một số tác động đến nay vẫn chưa rõ ràng, chưa được nghiên cứu rõ ràng. Nhưng mà với một số cái tác động ở phía dưới, mình sẽ nhìn thấy được cái tác động của fibrat. Khi nó hoạt hóa PPAR alpha đó thì nó làm tăng cái hoạt động của lipoprotein lipase lên. Với hoạt động của lipoprotein lipase tăng lên thì nó sẽ tăng phân hủy cái triglyceride, làm giảm lượng triglyceride ở trong cơ thể. Ngoài cái hoạt động mà làm giảm lượng triglyceride ở trong cơ thể do tăng hoạt động của lipoprotein lipase lên đó, thì nó còn tăng một số apolipoprotein nữa. Apoprotein C3 làm giảm hoạt động của apoprotein C3. Cái apoprotein C3 này được xem như là một chất ức chế của lipoprotein lipase. Nó là một chất ức chế của cái enzyme này. Nên nếu như giảm hoạt động của apoC3 thì nó hỗ trợ cho cái quá trình là làm tăng cái hoạt động của lipoprotein lipase lên. Ngoài ra thì nó tăng cái lượng ApoA1 và A2. Thì cái ApoA1 và A2 này là thành phần cấu trúc của HDL, nên nó làm tăng lượng HDL lên. Với HDL thì cái lượng tăng nó chỉ tăng thôi, một ít, không có đáng kể. Fibrat tăng HDL không đáng kể. Rồi với nhóm fibrat thì nó có nhiều cái thuốc khác nhau. Mình đọc cái gốc mình sẽ thấy cứ khóc đuôi fibrat, chỉ có một loại tô đỏ lên gen fibrosin là nó sẽ khác. Thì mình bắt buộc phải nhớ cái loại thuốc này. Một là dược động học của nó ảnh hưởng tương đối nhiều khi kết hợp với các thuốc khác. Thứ hai là cái tên của nó khác với các tên còn lại trong nhóm fibrat. Nếu lỡ như mình cho trắc nghiệm, mình hỏi gen fibrosin thuộc nhóm nào thì hỏng học sẽ không đoán được nó là nhóm fibrat. Rồi, fenofibrat là cái thuốc mà dễ kết hợp với các nhóm khác nhất, đặc biệt là dễ kết hợp với nhóm statin. Trong khi gemfibrozin là nhóm chống chỉ định tuyệt đối khi kết hợp với statin. Và đây là hai cái mình cần nhớ. Rồi, về dược động học của nhóm fibrat này đó, thì nó được sử dụng đường uống. Khi ăn no đó thì làm tăng hấp thu, đặc biệt là đối với gemfibrozin. Thải trừ chủ yếu là qua nước tiểu và qua mật. Thời gian bán thải thì từ ngắn đến dài. Ví dụ như gemfibrozin chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì có loại đến 20 thậm chí là 80 giờ như là ciprofibrat. Thì cái nhóm fibrat này nè, nó thải trừ chủ yếu qua nước tiểu mà. Nước tiểu là nhiều, một phần thải trừ qua mật, mình thải trừ chủ yếu nhiều nhất là qua nước tiểu.
Thế nên là với Ciprofibrat, thời gian bán thải đến 80 giờ lận, cái khả năng tích lũy trong thận của nó rất là cao. Nên đối với những bệnh nhân suy thận thì người ta khuyến cáo tuyệt đối hạn chế, gần như là không sử dụng Ciprofibrat, bởi vì nó có khả năng tích lũy rất là cao với thời gian bán thải dài như vậy. Rồi Fenofibrat với thời gian bán thải trung bình khoảng 20 giờ, nó cũng như cái nhóm statin có tác động mạnh nhất là Rosu và Atorvastatin, thời gian bán thải cũng khoảng 20 giờ, nên thường nó kết hợp rất là tốt với nhóm statin là các Fenofibrat. Cái Gemfibrozil ngoài ra nó cũng qua được hàng rào nhau thai nữa, nên đã cẩn trọng sử dụng cho phụ nữ có thai. Về chỉ định của nhóm này đó, thì như mình nói rồi, nó đã làm giảm lượng triglyceride bằng cách tăng hoạt tính của lipoprotein lipase. Nên là chỉ định cho những trường hợp tăng triglyceride máu hoặc là tăng lipid máu hỗn hợp mà bệnh nhân bị chống chỉ định hoặc là không dung nạp với statin. Về tương tác thì như mình nói là fibrat nó có tương tác với nhóm statin làm tăng nồng độ của statin lên, nên cái nguy cơ tiêu cơ và đau cơ vân tăng lên rất là nhiều. Đặc biệt là gemfibrozil nó làm tăng lượng statin lên rất là cao, nên chống chỉ định tuyệt đối khi sử dụng gemfibrozil kết hợp với bất kỳ một cái statin nào. Mà cái statin được sử dụng cho fibrat kết hợp đó là fenofibrat. Và khi dùng chung nhóm fibrat này với một nhóm khác, cholestyramine, đây là cái nhóm resin ở phía sau của mình, thì nồng độ fibrat bị giảm xuống, nên mình phải đặc biệt chú ý với cái liều lượng khi dùng chung hai cái nhóm này với nhau, nhóm fibrat và nhóm resin. Rồi mình nói vào đây nhóm resin chút xíu nữa mình sẽ học cái nhóm resin ở phía sau. Về tác dụng không mong muốn thì tương đối là nhiều những cái tác dụng không mong muốn khác nhau. Nhưng tác dụng không mong muốn lớn nhất của fibrat đó là gây viêm tụy. Sử dụng một thời gian dài có khả năng gây viêm tụy cho bệnh nhân. Và với clofibrat á, chỉ đặc biệt với clofibrat thôi, thì nó sẽ có nguy cơ hình thành sỏi mật ở bệnh nhân sau thời gian sử dụng. Ngoài ra cái nguy cơ đau cơ tiêu cơ vân khi kết hợp với statin thì cũng có, như mình đã nói nãy giờ. Về chống chỉ định thì đương nhiên là nó sẽ chống chỉ định cho những cái bệnh nhân mà có chức năng gan, thận hoặc là sỏi mật, nó tăng nguy cơ sỏi mật. Thải trừ qua nước tiểu là chủ yếu, nên nếu bệnh nhân suy thận cũng cần phải lưu ý. Và chống chỉ định đặc biệt với những cái bệnh nhân viêm tụy cấp, tại vì nó gây viêm tụy ở bệnh nhân sau một thời gian sử dụng, nên bệnh nhân đang bị viêm tụy cấp mà muốn điều trị lipid máu với fibrat thì nó sẽ tăng cái viêm cấp đang có lên. Ngoại trừ viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu nặng. Rồi ở trường hợp này thì mình sẽ xác định rõ viêm tụy là do đâu. Nếu như viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu thì sẽ sử dụng fibrat. Bởi vì cái nguyên nhân của nó là tăng triglyceride máu. Nếu như mình giảm triglyceride máu thì nó không còn viêm tụy nữa, thì mình sẽ sử dụng được nhóm fibrat. Nhưng nếu viêm tụy cấp do các trường hợp khác, do các nguyên nhân khác mà mình cần điều trị thêm cái triglyceride máu nữa thì sẽ không kê được nhóm fibrat. Đó là nhóm thứ hai, nhóm fibrat. Nhóm thứ ba, đây là nhóm acid nicotinic. Xin lỗi mấy bạn, tôi có điện thoại chút xíu ha.
hỏi, mình quay trở lại bài ha. Rồi, nhóm thứ ba, nhóm giảm tổng hợp lipid là niacin. Đây là vitamin B3, một vitamin tan trong nước. Vitamin B3, mình nhìn thấy cái thuốc để sẵn ở đây. Vitamin B3, một loại vitamin tan trong nước. Thì với vitamin B3 này đó, nó được bán ra ở ba cái dạng hoạt chất khác nhau. Một là axit nicotinic. Axit nicotinic. Hai là dạng inositol hexanicotine. Ba là dạng amid nicotinamic. Thì với ba cái dạng này đó, chỉ có một dạng duy nhất có tác động giảm lipid máu, đó là dạng axit nicotinic. Nên nếu như mình được kê đơn, được yêu cầu về mua vitamin B3, đôi khi nó sẽ có cái trường hợp là không có dạng hoạt chất này, mình có thể lấy dạng hoạt chất khác cũng là vitamin B3. Nhưng phải lưu ý, nó để điều trị rối loạn lipid máu thì phải mua cái dạng có axit nicotinic, dạng hoạt chất axit nicotinic. Rồi, uống vitamin vào thì tốt quá rồi, bởi vì uống vitamin bổ sung mà còn điều trị rối loạn lipid máu nữa. Nhưng lượng vitamin B3 mà mình cần uống vào để có thể điều trị được rối loạn lipid máu thì đó là một cái lượng rất lớn, 3 đến 6 gram một ngày, tùy theo cái tình trạng bệnh của bệnh nhân mà phải uống từ 3 đến 6 gram trên một ngày. Nên với cái liều lượng lớn như vậy đó, uống vô cùng một lúc thì nó sẽ có thể gây sốc cho bệnh nhân. Nên đây là cái loại thuốc mà người ta sẽ uống tăng dần liều, nghĩa là khởi đầu liều thấp, sau đó tăng dần lên. Mình sẽ nhìn thấy ở cái bảng này đây. Ví dụ như ở tuần thứ nhất người ta uống mỗi ngày khoảng 300mg. Tuần thứ hai tăng lên 600, đến tuần thứ sáu thì khoảng 3000mg. Nếu như cần uống lượng vitamin lớn hơn nữa thì người ta tiếp tục tăng ở những tuần sau. Vậy thì cái lượng vitamin này nó sẽ không được khởi đầu ở dạng liều điều trị cố định mà ở liều thấp tăng dần liều lên. Rồi vì sao thì một chút xíu nữa hôm sau mình sẽ giải thích. Và về cơ chế tác động của niacin thì niacin tác động ở hai cái vị trí, một là ở mô mỡ, hai là ở gan. Ở mô mỡ thì nó làm giảm lượng nó giảm cái khả năng phân hủy của mô mỡ thành các axit béo tự do. Vì nó giảm cái lượng axit béo tự do phân hủy từ mô mỡ đó, nên là ở trong gan nó cũng giảm luôn lượng triglycerid được tổng hợp. Vì nó giảm cái lượng này ở trong gan nên là nó dẫn theo giảm lượng VLDL được sản xuất ra từ gan. VLDL giảm ở trong huyết tương thì giảm luôn lượng LDL. Ngoài ra thì khi mà uống axit nicotinic này vào đó thì nó còn tăng được một lượng HDL tương đối đáng kể. Rồi ở đây khi mà mình nói đến tăng cái LDL tương đối đáng kể đó, vậy thì mình sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao mà nếu như lượng cholesterol nó trong gan nhiều quá đó, không uống một cái loại thuốc nào đó để nó tăng cái lượng HDL trong cơ thể lên. Khi mà nó tăng lên đó thì nó sẽ đi thu gom hết những cholesterol tàn dư ở trong cơ thể. Mà khi nó thu gom tàn dư ở trong cơ thể rồi thì nó sẽ không có còn bị rối loạn cái lượng cholesterol đó nữa. Vậy thì câu trả lời cho mình là không có cái thuốc nào để làm tăng HDL cả. Khi mình uống axit nicotinic vào do tác động với các loại apolipoprotein, thế nên là nó có cái khả năng tăng HDL lên. Còn không có một cái loại thuốc đặc trị nào làm tăng HDL cả.
Còn HDL ở trong cơ thể sẽ được sản sinh một cách tự nhiên bằng quá trình tập thể dục vận động. Bằng quá trình vận động tập thể dục của mình thì nó sẽ làm tăng HDL. Nên mình để ý thấy là tất cả những bệnh nhân rối loạn lipid máu đều được bác sĩ khuyên là về nhà nên vận động thể dục thường xuyên và đều đặn. Thì đó là một trong những cái hoạt động làm tăng HDL của cơ thể để giảm lượng cholesterol máu. Thông qua cái cơ chế tác động của acid nicotinic thì mình thấy là nó giảm được cái lượng mình mong muốn, đó là giảm VLDL và LDL. Vậy thì giảm cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái liều lượng mình sử dụng và hiệu quả tác động của nó cũng khác nhau. Nên thường là người ta sẽ sử dụng kết hợp chứ không sử dụng riêng lẻ acid nicotinic. Và cái chỉ định cho nó thì tăng tất cả các dạng tăng lipid huyết đều được chỉ định, tăng triglyceride hay tăng cholesterol đều được chỉ định với acid nicotinic. Rồi, nó có cái dược động học tương đối là rõ ràng, đường uống, thời gian bán thải ngắn và thải trừ qua nước tiểu. Thời gian bán thải của acid nicotinic thì tương đối là ngắn, thế nên là nó cần phải được uống nhiều lần trong ngày. Mình sẽ nhìn thấy ở đây là thường người ta sẽ uống khoảng 3 lần trong ngày với liều 2-6 gram, người ta sẽ chia làm 3 lần trong ngày để uống. Về tác dụng không mong muốn của acid nicotinic này, khi mà uống với một cái liều lượng lớn như vậy đó vào trong cơ thể thì một số bệnh nhân thường khi mà uống sẽ bị cái chứng đỏ bừng mặt. Ở đây mình sẽ nhìn thấy toàn cơ thể bị đỏ bừng lên, ngứa và nổi mẩn. Nên với một số bệnh nhân này thì thường bác sĩ sẽ cho dùng kèm với aspirin để hạn chế cái tác dụng không mong muốn này. Vì cái tác động không mong muốn này đó nên là cái acid nicotinic thường sẽ được uống khởi đầu liều thấp đến tăng dần liều lên, bởi vì uống với một liều lượng lớn quá cao nó có thể gây ra sốc cho bệnh nhân. Và ngoài ra thì nó còn nhiều những cái tác dụng không mong muốn lớn khác, đó là loét dạ dày tá tràng, tăng gluco huyết và tăng acid uric ở bệnh nhân sử dụng thời gian dài. Nên cái này nó chống chỉ định tuyệt đối cho những bệnh nhân suy gan, gút, loét dạ dày và phụ nữ có thai. Đặc biệt là phụ nữ có thai thì chống chỉ định tuyệt đối. Và đó, mình xong ba cái loại thuốc giảm tổng hợp lipid. Về cái thuốc giảm hấp thu và tăng thải trừ lipid thì ở đây mình sẽ có hai nhóm. Một là nhóm resin và hai là nhóm ezetimibe. Với nhóm resin này thì đây là cái nhóm mà kết hợp với nhóm fibrat sẽ làm giảm lượng fibrat ở trong cơ thể, cholesteramin và cholestipol. Ở nhóm resin này chỉ có 3 loại thuốc thôi. Mình sẽ nhìn thấy có 2 loại thế hệ cũ và colesevelam sẽ là thuốc ở thế hệ mới. Nó sẽ được sản xuất ở dạng viên nén, còn các thuốc là thế hệ cũ đó, nó được sản xuất ở dạng bột. Mình phải hòa tan ở trong ly đến nút. Thì đây là cái nhóm thuốc nó tương đối an toàn cho trẻ em và phụ nữ có thai. Mình sẽ nhìn thấy như này, an toàn sử dụng được cho trẻ em và phụ nữ có thai. Vì sao nó an toàn? Mình sẽ nhìn vào cơ chế tác động của nó. Ở đây là cái thành ruột, đây là cái thành ruột. Với nhóm resin này nè, khi nó được uống vào ruột đó, đi đến ruột thì nó gặp acid mật ở trong ruột. Khi nó gặp cái acid mật này rồi thì nó sẽ kết hợp với acid mật thành một cái phức resin và acid mật. Cái phức này khi được kết hợp xong đó thì nó không hấp thu đi đâu cả, nó không có làm gì cả. Sau khi kết hợp xong nó được thải trừ trực tiếp qua phân, đây, thải trừ trực tiếp qua phân ra ngoài. Rồi vì cái quá trình kết hợp của resin và acid mật này nè, mà cái lượng axit mật thay vì nó sẽ được
hấp thu trở lại gan để thực hiện cái chức năng của nó, thì cái lượng axit mật nó bị thải trừ ra ngoài rồi, nên lượng axit mật hấp thu trở lại gan nó sẽ bị giảm xuống. Khi lượng axit mật giảm xuống thì trong gan nó cũng có một cái cơ chế tự điều hòa luôn, nó phải tăng tổng hợp axit mật lên. Vì có axit mật thì mới thực hiện được chức năng của nó chứ. Nên để tổng hợp axit mật thì nó sẽ tổng hợp từ cholesterol ở trong gan. Khi sử dụng cái nguồn cholesterol ở trong gan để tổng hợp axit mật thì lượng cholesterol nó bị giảm xuống. Cái nhu cầu của nó tăng lên thì lượng trong đó nó sẽ bị giảm xuống. Vì lượng nó bị giảm xuống do nhu cầu tổng hợp axit mật nên cái gan nó lại trở lại cái chu trình điều chuyển của nó giống như statin. Khi lượng cholesterol giảm xuống thì nó sẽ sản xuất ra nhiều trên bề mặt gan, cụ thể LDL để thu nhận cholesterol huyết tương trở về. Bị thu nhận như vậy nó làm giảm lượng cholesterol huyết tương. Sau khi đi một cái quá trình dài như vậy, cái mục tiêu cuối cùng của resin là giảm lượng LDL huyết tương. Tác động của nhóm resin là giảm LDL huyết tương tương tự như nhóm statin, chỉ là cái cơ chế tác động của nó đi bằng một con đường khác, nên nó không có cái chức năng là giảm dự phòng biến cố tim mạch như nhóm statin. Và cái lượng LDL giảm của resin đó, thì nó cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái liều sử dụng, và nó phụ thuộc vào chuyện là mình có kết hợp với cái thuốc khác hay không. Thường người ta sẽ kết hợp với nhóm statin hoặc nhóm niacin. Vậy thì cái tác dụng tối đa của thuốc này thường có khoảng sau 2 tuần sử dụng. Nó có một cái điểm mà người ta cần lưu ý khi sử dụng nhóm resin, đó là ở thời gian đầu nó sẽ gây tăng triglyceride nhẹ, tăng khoảng 7%. Nhưng mà sau đó thì tự động nó điều hòa, nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà thời gian đầu người ta sẽ thấy trong xét nghiệm là bệnh nhân có tăng triglyceride. Và cái, nó có tăng HDL nữa, nhưng mà cái lượng tăng này thì không có đáng kể. Tăng đáng kể đó là khi sử dụng niacin, HDL được tăng lên đáng kể. Về tác dụng không mong muốn đó, thì như mình nói, nó làm tăng triglyceride máu nhẹ ở thời gian đầu sử dụng. Ngoài ra thì nó làm giảm hấp thu các vitamin tan trong dầu. Các vitamin đó là A, D, E, K. Với cái 4 loại vitamin tan trong dầu này nè, thì mình phải thực hiện uống bổ sung, nhất là đối với những bệnh nhân đang có cái vấn đề về đông máu, vì nó có liên quan đến vitamin K. Mình phải lưu ý sử dụng ở những bệnh nhân này. Ngoài ra thì nó còn làm giảm hấp thu một số thuốc, tương tác với một số thuốc như là warfarin hay tetracycline, nên nó được khuyến cáo là phải uống sau khi uống resin khoảng 4 tiếng đồng hồ, hoặc trước khi uống resin khoảng 1 giờ. Và chống chỉ định tuyệt đối cho cái nhóm resin này đó là ở những bệnh nhân bị tắc mật, tăng canxi niệu hoặc là tăng triglyceride nặng khoảng trên 40mg trên decilit thì người ta sẽ không có sử dụng nhóm resin. Về cái thuốc thứ hai làm giảm hấp thu lipid đó, là nhóm ezetimibe. Nó ức chế cái protein vận chuyển NPC1L1. Protein vận chuyển này nó nằm ở ruột, ở ruột. Với làm ức chế cái protein vận chuyển này đó thì nó sẽ cản trở sự hấp thu của các lipid tại ruột, hấp thu các lipid tại ruột đi vào huyết tương, bởi vì cái protein này nó không vận chuyển thì không thể nào đi vào huyết tương được, nên nó giảm được cái lượng cholesterol ở trong huyết tương. Về chỉ định của thuốc này đó, thường nó sẽ chỉ định cho những bệnh nhân tăng cholesterol do chế độ ăn. Bởi vì là những bệnh nhân này ăn nhiều quá nên lượng cholesterol nó mới tăng lên thôi, chứ nó không bị rối loạn cái chức năng trong gan. Hoặc là những bệnh nhân bị cả hai,
vừa do chế độ ăn, vừa rối loạn chức năng ở trong gan, thì những cái bệnh nhân này người ta phải điều trị kết hợp của cả hai cái, là phải uống thuốc giảm cholesterol, cái nguồn cung cấp, và đồng thời cả cái thuốc điều trị. Bởi vì đối với một số bệnh nhân đó, mình sẽ thấy thắc mắc là tại sao mà giảm tăng cholesterol với chế độ ăn thì thôi đừng có ăn nữa, thì là giảm rồi, cần gì phải uống thuốc. Nhưng đối với bệnh nhân bị béo phì, ví dụ như người ta ở trong trạng thái béo phì thì lúc nào người ta cũng thèm ăn cả, mình không thể nào cắt giảm cái lượng đó đột ngột được. Nó phải giảm từ một lúc là đang ăn bốn tô một bữa thì giảm xuống đột ngột, chỉ ăn cơm không hoặc chỉ ăn rau không, mà mình phải giảm từ từ, từ 4 xuống 3 xuống 2. Nên đối với những bệnh nhân mình cần giảm như vậy đó, trong cái thời gian mà đang giảm từ từ xuống để bệnh nhân quen dần với chế độ ăn mới đó, thì phải sử dụng thuốc này để giảm cholesterol được đưa vào cơ thể. Và thường cái thuốc này đó có thể sử dụng đơn thuốc đối với những bệnh nhân chỉ tăng cholesterol do chế độ ăn thôi. Còn nếu như mà vừa tăng cholesterol do chế độ ăn mà vừa bị bệnh lý ở trong gan thì người ta phải sử dụng kết hợp với một cái loại thuốc điều trị khác, thường kết hợp với statin. Và nhớ cái thuốc này thì nó rất là ít tan trong nước, ezetimibe ít tan trong nước, nhưng mà thời gian bán thải thì rất là dài, từ 16 đến 31 tiếng, và thải trừ chủ yếu là qua phân 80%, phần còn lại thì thải trừ qua thận. Và giảm hấp thu khi dùng chung với cholesteramine, cholesteramine cái nhóm mới học xong là nhóm resin, nên cẩn trọng khi sử dụng. Ngoài ra thì dược động học của nó tương đối là dễ, uống khi đói hoặc khi no đều được, hấp thu là tương đương. Còn cái thuốc nữa mình cũng coi cho biết thôi, đó là omega 3, cũng có thể làm giảm tổng hợp VLDL và triglyceride tại gan. Đây là cái phần quan trọng nhất của mình để học cái bài này. Khi điều trị rối loạn lipid máu thì bắt buộc mình phải kết hợp điều trị bằng thuốc và thay đổi thói quen sống của bản thân bằng cách ăn kiêng, giảm cân, tập thể dục đều đặn. Tập thể dục như mình đã giải thích rồi là nó sẽ tăng được lượng HDL ở trong cơ thể, lipoprotein rỗng để thu gom các cholesterol tàn dư ở trong huyết tương. Thuốc thì trong quá trình nói về thuốc mình đã nói, khi có thể dùng đơn lẻ hoặc kết hợp. Khi kết hợp thì hiệu quả của nó thường tăng tương đối là nhiều hơn so với sử dụng đơn lẻ. Rồi vậy mình học cái bài này như thế nào? Cái bài này mình sẽ học bằng cách là mình vẽ ra một cái bảng, như cái bảng mà mình nhìn thấy ở trên slide đây. Đây chỉ cái bảng ví dụ nha, chứ không phải học có cái bảng này không. Rồi cái bảng này mình sẽ liệt kê ra các loại thuốc. Ở đây có statin, có fibrat, có resin, có ezetimibe. Mình sẽ kể thêm niacin. Rồi đối với nhóm statin, mình nhìn như cái bảng mình sẽ thấy nè, giảm DL là chủ yếu. Đối với nhóm fibrat thì giảm triglyceride là chủ yếu. Vậy thì mình sẽ kẻ thêm nhiều cái khung nữa ở bên tay phải. Cái nhóm mà tăng HDL lên nhiều nhất là nhóm nào? Thôi bây giờ mình bắt đầu hỏi. Lê Ánh Mai, nhóm tăng HDL lên đáng kể nhất là nhóm nào? Trần Gia Bảo, Thạch thì Mộng Cầm, rồi nguyên lớp đi ngủ hết trơn rồi. Nguyễn Ngọc Hải Đăng, nhóm tăng HDL đáng kể lên nhất là nhóm nào?
Rồi em gõ lên đi, đó là nhóm nào? Nhóm tăng HDL đáng kể nhất trong các nhóm thuốc là Nguyễn Ngọc Hải Đăng. Nè, thấy gõ được nè, đâu gõ cái tên của nhóm thuốc đó lên cô xem rồi. Cao Duy Nam. Niacin, đúng rồi, nhóm tăng HDL đáng kể đó là nhóm niacin. Rồi mình sẽ dựa vào đặc điểm của tất cả các nhóm thuốc đó để mình lập ra một cái bảng cho dễ nhớ. Nhóm có tác dụng dự phòng biến cố tim mạch là nhóm nào? Duyên Nguyễn. Nguyễn Thanh Như Hảo. Hiếu Đỗ. Nguyễn Thanh Như Hảo. Nhóm có tác dụng dự phòng biến cố tim mạch là statin, đúng rồi, nhóm statin. Rồi cơ chế tác động không mong muốn của nhóm statin là tiêu cơ, đau cơ và tiêu cơ vân. Vậy với nhóm fibrat tác động không mong muốn của nó là chủ yếu là viêm tụy. Nhóm sử dụng được cho trẻ em và phụ nữ có thai là Đặng Nhật Khoa. Có biết tên gì nhưng mà Đặng Nhật Khoa. Đặng Thị Kim Hoa. Nhóm sử dụng được cho trẻ em và phụ nữ có thai là Dương Thanh Huy. Con là nhóm rồi xin. Nhóm resin, vì sao vậy? Vì sao nhóm resin sử dụng được cho trẻ em và phụ nữ có thai vậy? Khánh Trương. Lăng Lâm. Phạm Hoàng Hiếu. Huyền Trân. Đúng rồi, bạn bạn gì mới trả lời đây? Nguyễn Thùy Duyên, đúng rồi, vị chỉ kết hợp với axit mật và thải trừ qua phân, không có hấp thu, không có tác động gì cả nên nó tương đối an toàn cho trẻ em và phụ nữ có thai. Rồi, vậy nhóm sử dụng cho bệnh nhân tăng cholesterol do chế độ ăn là ezetimibe. Rồi, cái đó là cái cách của mình học cái nhóm lipid máu này. Bây giờ lớp trưởng sẽ gửi cái email cho cô ha. Cô sẽ gửi cái file cho lớp mình. Với cái file này thì mình sẽ học những cái nội dung như là cô đã hướng dẫn rồi.
Rồi với cái bạn này đó thì mình sẽ làm một cái bảng, nhưng cô đã hướng dẫn với bạn rồi, bạn sẽ kẻ một cái bảng ra để mình học. Rồi sau đó thì với cái bảng đó đó sẽ dò lại trong slide để mình đánh trắc nghiệm cho nó đúng, bởi vì mình thi là mình thi trắc nghiệm ha. Nên là mặc dù cái này có 2 tiết thôi nhưng mấy bạn nhớ học bài cho kỹ ha.